Ngày 1 tháng 10, Đảng Bộ xã Yên Thắng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 40 năm, 30 năm. Đợt 2 tháng 9, đồng chí Hằng Ngọc Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đại diện các ban ngành đã đến dự. Trong đợt này, Đảng Bộ xã Yên Thắng vinh dự có hai đồng chí được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng là đồng chí Ngân Văn Ích sinh hoạt tại chi bộ Bản Vặn, đồng chí Vi Văn Hường sinh hoạt tại chi bộ Bản Vần Ngoài. Đồng chí Lò Chí Hiêng, đảng viên chi bộ Bản Ngàm, được nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Đồng chí Lò Văn Thành, chi bộ Bản Ngàm, vinh dự được nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đại diện cho các đồng chí được trao tặng huy hiệu đảng viên, đồng chí Vi Văn Hường sinh hoạt tại chi bộ Bản Vần Ngoài, vinh dự được nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, đã phát biểu, thể hiện quyết tâm sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, giữ vững phẩm chất tác phong người đảng viên, gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước và các phong trào thi đua của địa phương. Phát biểu tại lễ trao huy hiệu Đảng, đồng chí Hằng Ngọc Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, ghi nhận những cống hiến to lớn của các đảng viên trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí nhấn mạnh, những đóng góp to lớn của các thế hệ đảng viên đi trước sẽ là kim chỉ nam để mỗi đảng viên của các thế hệ đi sau xác định được tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng Đảng, tiếp bước truyền thống cha anh, kế tiếp không ngừng với chung một lý tưởng là phấn đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đồng chí mong rằng các đảng viên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần chiến đấu, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong sự nghiệp phát triển đất nước, tiếp tục thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Và chúc các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng sống vui, sống khỏe, sống có ích, luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo.